Ba là Từ đi từ cổ thế, động thôi về. thôi thôi. Nhanh 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 không Xin anh cứ chào tập các trung. bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Hòa Bình nhá. Ngày hôm nay thì bọn em làm thì nó kiểm tra cái đàn ong chúa để biết được cái con ong chúa nó đi phối giống về ấy, mọi người. Thì hôm nay là ngày thứ ba rồi thì con ong chúa này nó đã đi phối giống về rồi anh em ạ. Thì hôm nay chúng ta lại gặp lại thầy Tuấn để chia À, xin sẻ chào bà với anh con em nhé. mọi người về cái việc con ong chúa nó phối giống như thế nào. À, xin chào bà con. Vâng. À, khi mà mình chúa nở là đúng đến chiều ngày thứ ba là nó sẽ đi phối giống, và chúng Vâng. tôi hôm nay cũng đã tìm được con chúa đúng lúc là nó vừa đi phối giống về, và Vâng. đây nó vừa về tổ đấy ạ. Đây ở Đây con đây ong đây đây chúa đây, đấy đây 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 từ ạ. đây. Đấy, ở cái đuôi của ong chúa là Đây anh em. nó vẫn còn gọi là cái gì nhỉ, gọi là cái Thì giao tử. giao tử của cái ong đực. Đấy. Các bạn nhìn nó đỏ đỏ đấy ạ, nó đang dính vào đít của ong chúa đấy Đây. ạ. Các bạn bấm ngày thì các bạn tính ra đúng 3 ngày là thường thường ong chúa chuẩn là đúng 3 ngày là nó đi phối giống về. Vâng. Thế và Đây. ngày nhất là buổi chiều nay, hôm nay là bây giờ khoảng đang là lúc khoảng 3 rưỡi nhỉ, Bây 3 giờ rưỡi. chắc 3 giờ. Đấy, 3 giờ 3 rưỡi là nó cái tầm đấy là hằng hẳng lên là nó đi phối giống. Vâng. Và chúng tôi cũng chờ cho con ong chúa này đi phối giống về và quay cho bà con xem. Đấy, con chúa cái giao tử của con ong đực nó còn đang dính ở đuôi con ong cái đấy ạ, Vâng. bà con nhìn đấy ạ. Đấy. Mà chúa thì chỉ có giao phối một lần thôi nhá bà con nhá, Vâng. chỉ một lần xong mỗi Đây cả đây nhá, cả bây cuộc giờ đời nó chỉ vâng. một lần giao phối thôi. Đây mọi người, đây mọi người nhìn chưa? Đây là con ong chúa đây này. Đấy, thấy chưa? Nó đi nó vẫn còn dính cái giao tử của con ong đực, thì mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, con ong này em quay cho mọi người nhìn đây. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy không? Nó bám nó nhỏ nhỏ như cái Đấy. tăm ở cái đít con ong chúa đấy. Vâng. À, giới thiệu bà con như này nhá, có trường hợp này á, trường hợp này nó xảy ra này, khi cái giao tử này nó khô đi thì nó sẽ rụng, À đây ạ. nó sẽ rụng đi, và theo khoa học nói thì con ong chúa là nó có một cái túi đựng tinh. Vâng. Thế và khi quả trứng nó khi đẻ thì quả trứng nó lướt qua cái túi tinh dịch này Vâng. và trứng đã được thụ tinh. Vâng. Thế và có những cái trường hợp là cái giao tử của con ong đực ấy nó Vâng. cứ dính két vào cái đít của con ong chúa Vâng. thì nó không đẻ được. Vâng. Thì bà con cũng phải xem mà bắt nó lại, bắt con ong chúa lại, và chúng ta dùng tay chúng ta rút nó ra. Vâng. Rút nó ra để con ong chúa mới đẻ được. Vâng. Đấy, nhưng mà ngày mai mình kiểm tra mà thấy cái ong chúa này không còn cái giao tử của con ong đực dính vào đít con ong chúa nữa thì là không không phải làm cái việc đó. Vâng. Thế còn nếu như mà chúng ta ngày mai mà chúng ta kiểm tra mà chúng ta thấy rằng là cái giao tử của con ong đực nó vẫn còn dính ở cái đít của con ong chúa thì ta phải bắt con ong chúa lại, Vâng. và ta dùng tay ta giữ cái giao tử đó và ta rút nó ra. Vâng. Rút nó ra thì con chúa nó mới đẻ được. Vâng. Đấy, thì trường hợp chúa đẻ chậm là nó rơi vào cái trường hợp như thế. Vâng. Và có nhiều trường hợp là cái giao tử nó dính chặt vào cái đít của con ong đực, mặc dù con chúa vẫn chửa Vâng. nhưng mà bị tắc tắc cái đường đó không đẻ được. Vâng. Thế là mình dùng tay mình rút cái đấy ra, Vâng. rút cái giao tử nó ra thì Vâng. ong chúa lại đẻ bình thường. À, Vâng. đấy, thế bà con kinh nghiệm Vâng. cứ 3 ngày, Vâng. cứ nắng ấm ấm trời ấm là 3 ngày là ong chúa đi phối giống. Vâng. Còn nếu như mà con nào muộn thì đến ngày thứ tư Vâng. đến ngày thứ năm là cùng Vâng. là nó đã đi phối giống. Phối giống xong đúng 3 ngày nó đẻ thì Vâng. thường là sang ngày thứ tư là nó đẻ. Thường Vâng. thường là ong chúa từ lúc nở cho đến lúc đẻ là nó khoảng 7 ngày. Vâng. Thế và con nào muộn là đến 10 ngày, Vâng. còn con nào mà nó lên tới 12, 15 ngày thì cũng cái con này nó cũng sẽ kém. Vâng. Con nào đến khoảng 15 ngày mà nó chưa đẻ thì bà con nên hủy nó đi thôi. Vâng. Hủy nó đi vì con chúa đấy sau này nó đẻ rất kém. Vâng. Còn con nào đúng 7 ngày nó đẻ rất là chuẩn. Vâng. 7 ngày rất là chuẩn. Vâng. Cứ 3 ngày phối giống xong là 4 ngày sau là chửa đẻ. Vâng. Bắt đầu là chúng ta thấy có trứng rồi. Vâng. Đấy thì là chúng ta thấy là chúa nó Nhưng mà chuẩn. anh em bảo bây giờ nhà em muốn hỏi anh như này này, thực ra thì người mới nuôi thì người ta cũng rất là khó, thì bây giờ nó có những cái dấu hiệu nào để mà anh ví dụ như anh thì là anh biết được cái thời gian lúc nào con chú nó đi giao phối ấy, mà cái trước khi nó đi giao phối thì cái đàn ong nó có những cái biểu hiện gì ấy anh? À, khi mà con ong đi giao phối thì bà con lưu ý này, đến ngày chiều ngày thứ ba, tức là nở ra được 3 buổi rồi, 3 hôm rồi, Vâng. thì chiều ngày thứ ba ví dụ như ở đây cũng là 3 hôm đấy, Vâng. thì mình ngồi ở cửa tổ Vâng. mình thấy rằng ong nó đi ra, nó bay ra, ong đực nhiều nó bay ra giống như ong đi dạo ấy, Vâng. giống đi dạo, thì bắt đầu ong chúa mới phi từ trong tổ lao ra và bay rất xa đi Vâng. không trung. Vâng. Thế và con ong đực nào to khỏe nhất đuổi theo nó và giao phối được. Đấy. Vâng. Chỉ có ong đực nào mà to khỏe mới giao phối được cho ong chúa. Còn những Vâng. cái con ong mà đuổi theo nhưng mà yếu hơn thì Vâng. sẽ không giao phối được cho ong Vâng. chúa. Vâng. Đấy, cho nên ong chúa, ong nó có một cái đặc tính như thế. Vâng. Theo khoa học nói là con ong chúa khi giao phối nó bay rất cao, nó bay Vâng. rất xa khoảng 3-4 cây số. Vâng. Thế và con ong đực nào to khỏe đuổi theo kịp nó thì nó mới cho giao phối. Vâng. Và nó giao phối trên không trung như vậy. Vâng. Thế Vâng. và sau khi giao phối xong thì nó về. Và Vâng. không phải là một con giao phối mà nhiều con ong đực giao phối một lúc. Vâng. Đấy thì các bạn biết là như vậy, Vâng. thì các bạn nắm sơ qua như thế là các bạn biết. Thế Vâng. cho nên là khi có những cái con ong chúa mà đi về về tổ như thế này, đây ví dụ như con này này,
là bị nhiều ong đực giao phối cùng một lúc. Cho nên là nó đầy cả trong cái phần đuôi của con ong, của con ong ong chú ấy, đúng rồi. Đây đây này, nó vẫn là nó có một cái chất nhờn dính ở đây. Dính ở đây. Thế và con ong thợ nó đuổi theo. Đây, các bạn cứ nhìn thấy cái ong thợ nó đi theo này. Nó đi theo để làm gì? Để nó cắn vào đấy, để nó tụt ra. Đấy, các bạn thấy nó đi theo ạ. Đi theo để nó cắn vào đấy. Sau đó nó tụt ra. Nhưng mà có những cái con ong thợ cắn nó cũng không tụt ra được. Thì mình phải dùng tay mình rút nó ra. Rút nó ra thì nó mới đẻ được các bạn ạ. Còn nếu không nó cứ chửa thì chửa nhưng mà vẫn không đẻ. Đấy, nó bị tắc cái đường sinh dục của nó. Đấy thì đây bà con xem cái con này này. Con này rất là nhiều nhưng cái giao tử rất nhiều giao tử nó bị đứt luôn. Nó giống cái giao tử thì nó cũng không khác gì cái ngoài của cái ong thợ mà. Thì đốt mình cái thì nó đứt giao đứt cái phần đuôi của nó. Đứt cái ngoài của nó và nó chết. Còn cái ong đực cũng vậy, sau khi giao phối xong thì nó cũng chết. Đấy thì các bạn hiểu như vậy. Sơ qua như vậy để các bạn nắm bắt được. Thế thì chúc bà con nuôi ong thành công nhá. Chào tạm biệt bà con. Rồi có lẽ là cũng thay mặt cho bà con cũng như là mọi người khán giả thì rất là cảm ơn thầy Tuấn đã chia sẻ những cái nó rất là thực tiễn. Thế nhưng mà có nhiều người chưa biết, đặc biệt là những người mới nuôi, cho nên chính vì vậy mà em làm những cái nội dung này để chia sẻ đến bà con, mang lại những cái kiến thức mà nó thực sự có giá trị. Thì cũng rất là cảm ơn mọi người khi xem mà video nó hay thì cũng rất là mong muốn mọi người để chia sẻ cái này đến cho tất cả rất là nhiều người cùng biết cái nội dung đó, để là mình làm cho cái thứ nhất là nó làm cho mình phát triển, thứ hai là làm cho nhiều người phát triển, bởi vì có nhiều người cũng không có nhiều kiến thức mới về nuôi con ong, cho nên chính vì vậy mà em làm cái này thì một lần nữa cũng rất là cảm ơn mọi người và cũng mong muốn là mọi người chia sẻ đến cộng đồng của mình để làm sao mà cái đời sống kinh tế của bà con nhân dân mình nó càng ngày càng phát triển lên. Thì đấy là cái mục tiêu mà em làm cái kênh YouTube này nha mọi người nhé. Xin trân trọng cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người.